Rồi, ok, hay là mọi người nha. Thì hiện tại là giờ bây giờ là 7 giờ nha mọi người. Thì mình đang ở trước nhà nội mình. Thì hiện tại là mình đang chờ thằng em mình, nó đi xuống để mình với nó sẽ đi bắt đầu đi săn đêm nha. Thì cái cuộc hành trình săn đêm ngày hôm nay thì mình sẽ đi bắt cua và bắt ốc. Với lại bắt cua và ốc thôi thôi nha, lại bắt nhum. Thì ngày hôm nay mình sẽ không đi bắt cá nha. Cá thì để cho ngày mình bắt tối cá. Ok, em mình đã xuống rồi. Thì trước khi vào video mình, mọi người cho mình một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha. Ok, giờ mình sẽ đi tiến hành, mọi người đi theo chúng mình để đi săn bắt với mình nha. Ok, đây. Ok mọi người, thì săn đêm mình tình cờ gặp một con nhum nè. Đó, nhum nhum này là nhum sọ nè. Đó, nè, nhum này nhum sọ nha. Ok, thì giờ gặp nhum mình sẽ thu hoạch nhum luôn nha. Đây, mình sẽ bỏ vào bò xô luôn. Đây, mình cho mọi người xem một con cua nè. Để mình lấy cái móc ra đó. Đây, cua này thì nó khá là lạ luôn nè. Khá là dữ nha mọi người. Nó giống như là một cục đá vậy á. Đó. Đây. Đây cho mọi người xem. Đó. Mọi người thấy nó giống như đá không? Nè, cho mọi người xem. Đó. Khá đẹp luôn nha. Đây. Rồi, ok, mình sẽ bỏ vào thùng nha. Đây nè mọi người, đó mình cho mọi người xem nè, đó. Bắt đầu mình sẽ lại gặp một con ốc nè. Con ốc này là ốc mặt trăng nha. Đó, nè mọi người cho mọi người xem. Rồi, ok, mình sẽ bỏ vào thùng luôn nha. Đây, cái chân của mình đang dặm một con cua nè. Ôi, chạy. Trời ơi, chạy hả? Chạy vô đây nè, mình moi ra khôn lắm luôn. Đây nè mọi người thấy không? Đó, cua này mọi người bắt không có thòng là nó sẽ kẹp mình nha. Nhanh lắm luôn, sẽ cố mình bắt được cua này. Chạy nhanh ghê. Đây nè, rồi mình sẽ không cho được thoát nữa. Chạy được đường nào. Đúng lắm. Đây nè mọi người, đó. Đây. Cùng mình cũng bắt được nó rồi nha. Nè. Nó chạy khá là nhanh luôn. Mình sẽ bỏ vào luôn. Đây nè mọi người. Đó. Săn đêm có nhiều thứ để bắt lắm luôn mọi người, đó, một con cua đỏ nè. Chắc mạnh lắm không? Là mình làm người đó. Là một con cua đỏ. Ôi, săn đêm này khá nhiều rồi, thứ bắt luôn, bỏ vào. Đây nè, mình lại tiếp tục gặp một con ốc nè. Đây, ốc nè mọi người. Ai biết con ốc này con ốc gì thì cho mình một bình luận ở phía dưới nha. Đây, ốc này mình thường mình đi lặn mình cũng thấy nè, mình quên tên nó rồi, mình không biết tên. Bỏ vào luôn. Rồi, đây lại một con nữa nè. Nó nghe mùi. Ôi chạy à. À đây, đây mọi người. Thêm con nữa nha. Ok. Đây cua nhỏ đó. Bắt cua lớn nè. Cua này tốn nó mạnh ghê ta. Tốn nó khôn ha.
5 người mạnh bị nhiều hai cái nó cắn á, nó kịp nó không thả đâu đó. Ôi chạy nữa, mạnh dữ tao trời. Nè mọi người, anh cuốn nhỏ nhỏ gì mà mạnh ghê luôn. Cuốn nhỏ bỏ qua, à cuốn nhỏ bỏ đó. Đây 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 anh, đây anh bắt này, đây cũng nhẹ. Ô cái gì bắt quên bia đạp. Lố kẹp lố khóc bắt bắt nó ghê không? Đó còn nó kịp đá. Đó, 5 người. Rồi, con này cũng khá bắt bự luôn. Bỏ nó vô. Anh em mình tiếp tục mình gặp một con nhèm này, để mình cho nó chạy ra đi. Để lại cho Trời, nhèm này nhèm mới mới lột à. Nó mờ mầm siêu luôn, nhèm này mình sẽ thả nha. Thả đi, nó bắt nhèm đó đâu. Nó mới lột mình ăn nó, không ngon đâu. Sẽ bắt kiếm con khác nha. Mạnh ghê quá. Mạnh không? Cù tấu nó mạnh ghê á. Ốc này ốc gì đó. Đúng rồi, chưa tao có lô gì hết kìa. À, cua. Không đây đâu. Em tiếp tục sẽ là gặp con nhâm. Đó. Nhâm này nhâm sọ nè. Đó, nè anh em. Đó. Mình sẽ lấy luôn nha. Đây. À, nha, để. Anh để vô con nhà giữa đá nè, đây nó nằm nè. Đó. À con cua đỏ không cơ. Anh không có kìa. Để đâu để lại đây. Từ từ. Kịp. Này ghê chưa? Wow, khá là ghê luôn. Sẽ bỏ vào luôn nha. Cua nè. Ủa cua này sao nó màu tím ta? Ồ. Để anh bắt. Bắt lên. Mạnh dữ trời. Mạnh không? Nhìn gì phải gì nó mạnh ghê luôn ha. Mạnh à? Tốt không mà. Ôi nhảy chạy ghê à. Đây đây. Mạnh vãi chướng. Mạnh lắm. Nắm hà hai vị dưới của nó kìa. Vào thấy không? Kìa bán. Dính luôn. Đây này cái đây, xô bỏ xô cầm ghê cứng. Trời, cứng ghê ha. Đó. Cứng ghê chứ. Lúc đó rồi. Trình nhỏ quá. Chưa. Đây. Thôi bỏ trên này ăn cũng được à. Trên này anh tôi sẽ bỏ nha. Mình đã phát hiện thêm một em nữa nè. Em này chạy đường nào. Đây. Một em nè. Giữ chưa? Đó. Thì thấy không? Đèn tối thì mình thấy. Đây. Bỏ vào. Lớn hả? Đừng có bằng cái chén giỡn đâu. Bao nhiêu con gà biết kêu thả đi. Một con. Đây. Đó. Đây anh. Đây anh. Ra rồi. Kẹp cái lỗ cứng dữ trời. Hả? Ghê chưa? Đưa hai kẹn ra ghê chưa? Bỏ vào. Ok anh em, lâu lắm mới gặp lần sau biển như vậy nè.
Nè anh em, từ lâu lắm rồi mình mới gặp lại con sao biển này á. Sao biển này có nó động chứ, nó cứ gơi ha, nó sần xuôi à. Ok, mình sẽ thả lại dưới nước nha. Ôi, gặp một con mà vừa bỏ sao biển không gặp con nè. Đây chụp lại nha, đi lại chạy à. Đạp lại đó đây được bắt cho đây nè. Đồ gơi chưa. Cua bỏ vào, lại tiếp tục gặp một em lớn nè. Đây đây lại chạy bỏ ra. Đây. Để dít lên bờ cùng thôi. Cho kịp kiểm nguy. Rồi thấy không? Đây, cua đỏ dữ ha. Cua này nó dữ hơn là cua kia nha mọi người. Bỏ vào. Đỏ bắt hết rồi. Cỡ nó cái này ăn được mà. À, mọi người, cua nè. Bác ơi, dít đó, đừng dít đó, dít lại chạy mất á. Đừng dít lên, rồi lại cười lại xíu. Cua nó lanh lắm. Đây nè, thấy nó nè, đó nó chạy nè. Nhỏ bỏ mà. Mày này chạy đâu thoát anh, chạy đâu thoát anh. Cua này khá dữ luôn. Có lại gặp mày nè, chạy đường nào đây nè, coi tiếp tục gặp nó nè, bắt lại nè. Xa cua miếng cầu á, cua này nó màu thường á. Đâu em bỏ xuống đó. Mình sẽ cho mọi người xem con cua này nè. Con cua này mình ăn vô là không được nha. Cua miếng cầu là cua như gì vậy hả? Đó. Em biết gì? Nó này sừng, nó hơi sừng con lông đen y như này luôn. Mà nó lông đen kia bự hơn. Mọi người đi bắt cua không nên bắt cua này nha. Con này ăn vô nó sẽ có cái độc nha. Đi, thôi bỏ cua đó. Nằm trong hang này nên anh em tôi sẽ lấy cây nên tôi nảy ra đó, chụp lại nằm trơn rồi đó. Wow, nhâm rồi. Wow, khá lớn. Đây mọi người, tiếp tục lại gặp nhâm nè. Nào đây nè mọi người, đó nó chạy mình từ hồi nãy giờ mình mới bắt được nó nè. Wow, cái xuồng của mình nó gần đầy rồi. Chỉ chủ yếu nãy giờ bắt cua với lại nhum với lại ốc ít lắm, lại ok giờ mình sẽ tranh thủ mình bắt tiếp nha. Nè mọi người đi nè, thấy mọi người thấy nhum nằm không nè. Đi mọi người phải để ý nha, để ý mọi người mới thấy được nhum. Nó nằm kỹ lắm, nó nằm thường nằm ở dưới mấy cái lá hẹ như vậy nè. Đó, gặp châm thì anh em tôi sẽ bắt nhâm luôn. Ok. Chạy đường nào. Đây mọi người, giữ không? Kẹp ai vậy? Nè, mọi người. Đó, mọi người bắt cua kiểu gì nè. Mọi người nắm một cái que ở ngoài sau cuối nó. Cái que là nó sẽ không kẹp mình nha. Mọi người cứ nắm như mình nè. Đó mọi người xem mà. Nó không bao giờ kẹp. Đó. Ok nha. Bỏ con chó chui dưới.
vậy, chạy đâu vậy? Má chạy đâu chạy, con này không chạy à. Đó mọi người thấy không? Mình nắm cái que như vậy nè. Đó, nó sẽ là không kẹp mình được nha. Đó, còn con nào nữa đâu? Còn con này nữa nè. Chạy ra cỡ này tao không chạy ở đây. À, con cua đỏ hả? Cua đỏ. Má ơi, cua đỏ này bỏ mặt đăng. Đó, y bài. Đây à. gần đây đúng rồi. Dính rồi. Cua được lạnh, lạnh nè. Cậu thấy không? Kịp luôn, cái cây luôn. Vào, dính lên luôn. Đó, chạy nào. Ôi, cái que mà yếu như chợ. Ôi nè, cua đẹp ha. Cua này cái màu nó màu xanh xanh, nhèm này giống như nhèm xanh vậy. Rồi bỏ lên, mình sẽ nhét nó xuống hốc này. Thấy nó. Đây chừng đó, đây đây. Thì đây đó. Rồi. Thả nè. Ôi cái quê. Đây là dễ lắm rồi. Bỏ thả em. Còn có cái kia kịp hồ lố chị. Ồ chạy rồi dưới. Bỏ thả. Cá bị ngáo sao. Đồ. Đây em ơi. Wow. Con này khá dữ luôn. Con này nó bị gãy hết một càng rồi. Bỏ vô luôn. Để lại nhầm. Gì vậy? Cua làm được. Cua này là ăn không được nha. Con này nó có lòng phải không? Có lòng. Này là cua mình cúng cậu sao á? Đó. Mắt bị khấu hả? Khấu này. Cầm khấu này. Anh em tôi mới dỡ đá lên gặp một con cua đá nè. Đàn cá đốc. What? Ừ, nó cá đốc. Hãy đang chết cá đốc luôn. Gớm hả? À, nằm. Đây con đang nét cá đốc không? Nó cắn cá đốc hả? Ờ. Wow. Đá luôn. Nàng á. Ghê gì? Con bé. Tôi mình bỏ vào luôn. Kinh vãi. Bà cắm mó nè. Nó ngủ. Ngủ. Wow. Bự ha. Cái này cắm mó nha mọi người. Wow. Ngủ luôn. Ngủ hả? Ờ. Giờ tối cá ngủ. Mọi người. Tối là cá nó ngủ nha. Này con sống hả? Thấy. Ghê thiệt. Cá lấy bỏ. Bỏ ơi. Bỏ cho nó sống. Ok anh em sẽ bỏ nha. Anh em tôi sẽ chỉ đi bị bắt cái bắt nhà cua với lại ốc thôi. Bất tỉnh luôn. Cá. Chỉ mà bắt con này. Bắt con cua nè. Đưa lên em dỡ đá nè. Thấy đó. Đây nằm dưới đây nè. Từ nha, từ. Đây đây. Đây. Cho bả bò lên đưa. Bỏ một đấy chị bên kia. Thôi. Nó bị gãy hết một bên nữa. Nè, thấy không? Mọi người thấy không? Bị gãy hết bên à. Rồi, chú lũ nhanh đó. Đây, đêm về đó. Mình gặp một con trình. Đó. Đây. Bên đây con nữa nè. Bên đây con kia con. Không, trình nó bỏ. Trình nữa nè. Ô, trình đấy nè. Đẹp không? Hai con luôn. Ô, trình. Là một người trình nè. Bắt 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 bắt
dính 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 này lên bự lắm đó, đó bự à luôn đâu em trình anh đây nè. Wow. Trên này trên rồi còn sống luôn á nha anh em, còn lương nha. Đồ trên này nó có thể lương tới được, có thể lương lương lui được luôn á. Nhìn nó giống như rắn à. Hả? Nó giống như rắn vậy á. Thôi trời ơi, trời sống đây. Còn này nữa. Đây là bên đây còn, đây có con nữa nè. Anh em tôi sẽ cho mấy trình này nó sống nha, nên tôi sẽ không bắt trình nha. Cá này cá như vậy là bắt chỉ hai con, mấy con cá đủ con. Cá mắc mắc cạn nè, lúa cho nó sống nè. Mọi người thấy không, sống sống luôn nha. Đó thì hôm nay anh em tôi gặp cá cũng hơi nhiều á. Cá trình nè, cái này cá gì, cá mó hả? Mó rồng này, cá mó rồi nãy cá kia cũng là cá mó, cũng là cá mó luôn nha. Nhưng anh em tôi sẽ không lấy đâu, nên là chủ yếu là đi bắt ốc, bắt ốc lại bắt cua, bỏ lối cho sống nè. Em sẽ thả nó nha. Rồi ok anh em nha. Thì đây thì cái xô của mình nó cũng đã đầy rồi. Đây câu là nhưng không không à. Thì chắc là cái video này thì mình sẽ xin kết thúc video tại đây nha. Thì cái xô mình đầy, mình không thể là bắt được được nữa. Vậy thấy không, chăng lên rồi. Giờ này chăng lên thì nước đã dần lớn lại rồi. Thì video này chị mình với em mình nó chủ yếu là đi bắt nhum nè, nhum lại cua. Thì mình như nó gặp nãy giờ là cá là khá nhiều luôn, gặp ba bốn con cá đó, lại cá trình nữa, nhưng mình không bắt nha. Mình để cho nó sống, để đợt sau rồi mình đợt sau nếu mà đi mình tại hôm nay cái tiêu đời của mình là chỉ là đi bắt cua, bắt lại bắt ốc thôi nha. Thì tại mình đi săn đêm mà. Thì nói chung cái video này mọi người mà thấy hay á, người cho mình một like, một chia sẻ không được đăng ký kênh nha. Để mình có động lực và nhiều video sau mình sẽ làm video hay thật hay để gửi đến mọi người nha. Và chia sẻ những cái video thật là thú vị để gửi đến mọi người nha. Ok, mình hẹn gặp mọi người ở video sau của mình nha. Bye nha.